Từ giữa năm 2020, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục lên livestream trên mạng xã hội nói những điều không đúng sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự uy tín của bà Lê Thị Dầu, gia đình và các công ty, sản phẩm mà doanh nhân này đang kinh doanh. Thời gian đó, nữ đại gia trong ngành thực phẩm khẳng định, cho dù bà Nguyễn Phương Hằng đã bị công an bắt, nhưng bà sẽ theo kiện bà Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng đến cùng. Sự việc được cho là bắt nguồn từ livestream của bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 14 tháng 5 năm 2020. Trong buổi livestream này, bà Nguyễn Phương Hằng trực tiếp nói chuyện với chủ đề bà Nguyễn Phương Hằng công bố động trời về Lê Thị Dầu và sư thầy bửu chánh chùa Phước Sơn, khiến người nghe bất ngờ. Theo bà Dầu, buổi livestream đó bà Nguyễn Phương Hằng đã xúc phạm danh dự uy tín của bà khi bịa đặt, vu khống bà những chi tiết như ép bức sư bửu chánh trụ trì chùa Phước Sơn trả lại tiền và xe cho bà Hằng, thùng tiền công đức của chùa do bà Dầu quản lý. Bà Dầu là doanh nhân siêu lừa đảo, hung dữ, mua tượng Phật và hoa không trả tiền. Bà Dầu giật tiền của nhiều người từ 5 đến 10 năm không trả. Đặc biệt, điều tôi quan tâm là Nguyễn Phương Hằng xúc phạm uy tín thương hiệu mì lá bồ đề, dầu nhị thiên đường là thương hiệu đểu, chứng nhận giả. Các nhãn hiệu này do tôi làm chủ đang hoạt động sản xuất bình thường. Bà Dầu nói, về lý do khởi kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021, bà Dầu nói, giá trị một con người và thương hiệu sản phẩm do con người tạo ra không thể tính bằng tiền và càng không thể bị tổn hại bởi một con người làm mưa làm gió, thích nói gì thì nói trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Không ai dám kiện thì tôi phải kiện để bảo vệ chính mình. Bà Hằng nói tôi là người giữ thùng tiền công đức của chùa, nhưng không đúng bởi tôi bỏ ra hơn 130 tỷ để xây chùa. Thì việc gì tôi phải đi giữ tiền công đức làm chi? Bà Hằng nói tôi lấy sổ đỏ đất của chùa đi cầm cố ngân hàng, nhưng không đúng, vì đất chùa đến bây giờ vẫn chưa có sổ đỏ thì ai cầm? Hơn nữa có ngân hàng nào chấp nhận cho tôi cầm đất chùa không? Doanh nhân Lê Thị Dầu từng bức xúc. Thời điểm đó bà Dầu cho biết, bà Hằng nói là thương hiệu mì chay lá bồ đề và dầu nhị thiên đường là thương hiệu điểu, chứng nhận giả. Trong khi thương hiệu mì chay lá bồ đề đã có 60 năm nay, dầu nhị thiên đường có hơn 100 năm nay, được xuất khẩu đi Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu, thì sao là hàng đẻo được? Còn nhiều điều bà Hằng vu khống tôi lắm, tôi đã lập vi bằng và đã cung cấp cho tòa. Bà Dầu cho biết thêm, thương hiệu mì chay lá bồ đề và dầu nhị thiên đường tôi xuất đi Mỹ, châu Âu và nhiều nước khác. Thương hiệu này cũng đang lan tỏa trên thị trường tiêu dùng cả nước. Hiện chúng tôi đang đàm phán với đối tác của nhiều nước để tiếp tục đưa mặt hàng này ra thị trường quốc tế. Từ khi bà Hằng tổ chức livestream trên mạng bôi nhọ xúc phạm danh dự cá nhân tôi, công ty tôi và thương hiệu này đã làm cho nhiều đối tác nghi ngờ, thậm chí có đối tác đã ngừng ký hợp đồng vì cho rằng tôi là người siêu lừa đảo. Mỗi hợp đồng như vậy tính ra hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng, nhân lên với hàng chục đối tác thì ra con số cả nghìn tỷ đồng. Chưa kể đến việc xúc phạm, vu khống danh dự nhân phẩm của tôi, như vậy đã triệt hạ con đường tương lai, thăng tiến của cá nhân tôi và doanh nghiệp của tôi. Cái thiệt hại vô hình này mới là khủng khiếp, vì nếu danh dự còn, uy tín còn, tôi có thể làm hàng nghìn tỷ đồng trong tương lai, bà Lê Thị Dầu từng chia sẻ. Liên quan đến vụ doanh nhân Lê Thị Dầu kiện bà Nguyễn Phương Hằng, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 12 năm 2021 đã ra thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp nhận công khai chứng cứ và hòa giải vụ bà Lê Thị Dầu kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Thông báo do thẩm phán Nguyễn Quang Huỳnh ký gửi tới các đương sự liên quan là bà Lê Thị Dầu trú tại thành phố Thủ Đức và bà Nguyễn Phương Hằng, hộ khẩu tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, nơi ở tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, hiện tạm trú tại khu du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Phiên họp với nội dung để kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ của các đương sự. Nội dung các vấn đề cần hòa giải gồm về việc giải quyết toàn bộ vụ án sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2022 tại Tòa án Nhân dân quận 1, địa chỉ số 4, số 6 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé. Trước đó, bà Lê Thị Dầu cho biết, ngày 16 tháng 12 năm 2021, bà đã tới Tòa án Nhân dân quận 1 tham gia phiên hòa giải. Tuy nhiên, sau 3 tiếng chờ đợi tại tòa, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn không tới. Tôi là người không thích đôi co trên mạng xã hội. Tôi không nói qua nói lại mà dùng cách thức của những người văn minh, sống trong xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật để giải quyết những sự việc như thế này. Mọi việc cứ để tòa án xét xử và đưa ra phán quyết, bà Lê Thị Dầu nói. Theo bà Lê Thị Dầu, thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream trên mạng xã hội, nói những điều không đúng sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự uy tín của bà, gia đình và các công ty, sản phẩm mà bà đang kinh doanh. Bà Hằng nói, tôi kiện đòi bồi thường thiệt hại bằng tiền thì lấy lá mít mà đền. Bà Hằng luôn tỏ thái độ coi thường luật pháp, coi thường tòa án, coi thường tiền Việt Nam,
Tôi khẳng định sẽ không chấp nhận hòa giải và theo đuổi vụ kiện này tới cùng, bà Lê Thị Dạo bức xúc. Nữ doanh nhân còn mong muốn, tôi mong được xét xử công khai và công bằng cho cả hai bên. Nếu tôi sai như bà Hằng nói thì pháp luật cứ trừng trị tôi. Ngược lại, tôi đúng trong khi bà Hằng vu khống bôi nhọ tôi thì phải bị xử lý nghiêm minh. Đất nước có pháp luật, mọi việc hãy để pháp luật xử lý. Không một ai có quyền đứng trên pháp luật. Khi muốn chửi ai thì chửi, muốn xúc phạm nhân phẩm của ai thì xúc phạm. Trước đó, Tòa án Nhân dân quận 1 TP.HCM thụ lý vụ án dân sự tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Lê Thị Dầu, 62 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức ông Dũng Lò Vôi. Theo đó, bà Lê Thị Dầu đã khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần với số tiền 1.000 tỷ đồng, buộc bà Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của nguyên đơn và thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp của nguyên đơn, buộc bà Nguyễn Phương Hằng công khai xin lỗi và cải chính thông tin trên mạng YouTube. Bà Lê Thị Dầu trình bày, năm 2017, bà biết bà Nguyễn Phương Hằng khi đến viếng Phước Sơn, Thiện Viện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau đó cả hai không có quan hệ làm ăn, không phải bạn bè. Gần đây bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên nhắn tin cho bà với lời lẽ xúc phạm, mang tính đe dọa. Bà Dầu nhiều lần nhắc nhở và đề nghị bà Hằng dừng ngay những hành động này. Nhưng bà Hằng cố tình không nghe, nên bà Dầu đã lập vi bằng các tin nhắn này. Sáng 25 tháng 3 năm 2022, một ngày sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan chức năng Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Dầu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây cho biết, sau khi nắm thông tin bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã bị bắt, bà Dầu đã có cuộc họp với các luật sư để tính phương án pháp lý tiếp theo cho vụ kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng. Theo bà Lê Thị Dầu, cho dù bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt, thì vụ kiện dân sự việc tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng vẫn tiếp diễn bình thường, và bà sẽ theo đến cùng vụ kiện này. Cuối năm 2021, bà Lê Thị Dầu đã khởi kiện Tòa án Nhân dân quận 1 TP.HCM về việc bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi xúc phạm danh dự uy tín của bà trên livestream. Đồng thời, bà Dầu cũng yêu cầu tòa án buộc bà Nguyễn Phương Hằng gỡ bài viết nói về bà Dầu, công khai xin lỗi và cải chính trên mạng YouTube, bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần với số tiền 1.000 tỷ đồng. Sau khi thụ lý vụ kiện ngày 15 tháng 1 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận 1 đã mời hai nữ đại gia cùng đến tòa án để hòa giải trong vụ án dân sự đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận này. Theo đó, Tòa án Nhân dân quận 1 đã mời nguyên đơn là bà Lê Thị Dầu và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng đến làm việc xoay quanh việc giao nộp, tiếp cận công khai, chứng cứ và hòa giải vụ án dân sự thụ lý số 237/2021/TLST-JS về việc tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Tại phiên tòa này, phía bị đơn yêu cầu tòa triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên đề nghị tòa án hoãn phiên họp. Đơn đề nghị hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải được bị đơn gửi cho tòa án qua đường bưu điện, nhưng do chậm trễ nên tòa chưa nhận được, bị đơn đề nghị tòa xem xét. Về phía nguyên đơn, đề nghị tòa án không tiến hành hòa giải giữa các bên đương sự. Phía nguyên đơn cho rằng, tới thời điểm này, tòa án vẫn chưa nhận được đơn xin hoãn phiên họp của bị đơn. Do đó, đề nghị tòa án tiếp tục tiến hành phiên họp công khai chứng cứ theo quy định, đồng thời giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Cụ thể, buộc bị đơn chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của nguyên đơn, buộc bị đơn gỡ bỏ bài nói chuyện trên trang mạng YouTube ngày 14 tháng 5 năm 2021 của bị đơn về nguyên đơn, buộc bị đơn công khai xin lỗi và cải chính trên trang mạng YouTube, buộc bị đơn bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần cho nguyên đơn với số tiền 1.000 tỷ đồng theo quy định của pháp luật. Nguyên đơn đề nghị tòa án không tiến hành hòa giải mà đưa ra xét xử tại phiên tòa. Tại phiên họp lần này, cả nguyên đơn và bị đơn đều được tòa án công khai và tiếp cận hết các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Thẩm phán đã công bố toàn bộ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, bao gồm tất cả các tài liệu chứng cứ do các đương sự giao nộp và tài liệu chứng cứ do tòa án thu thập. Do vậy, cả nguyên đơn và bị đơn đều không có yêu cầu gì thêm về tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án tại phiên hòa giải lần này. Thẩm phán chủ trì phiên họp thông báo với các đương sự, tòa án đã tống đạt hợp lệ thông báo phiên họp, việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải cho các đương sự. Tại phiên họp lúc đó, tòa án vẫn chưa nhận được văn bản xin hoãn lại từ phía bị đơn, nên ý kiến đề nghị hoãn phiên họp của bị đơn không được chấp nhận. Do vậy, tòa án vẫn tiến hành phiên họp và thông báo kết quả
cho các đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, dư luận vẫn đang chờ động thái tiếp theo từ doanh nhân Lê Thị Dầu trong vụ kiện với số tiền đền bù có 102 này. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên, đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, một ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, một lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.